Phần cuối của bốn phần mà Đấng Kitô nói về bánh từ trời xuống. Như trong bài tôi giảng tuần trước, tôi đã giải thích về luật ăn uống của Do Thái. Trong đó có nhiều điều cấm ăn máu của động vật. Dù cho con vật ấy được xếp vào hàng thanh sạch của đạo Do Thái, thì trước khi ăn họ phải rút hết máu trong thịt rồi mới ăn được. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu mới nói: ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Thì nhiều người theo Ngài lâu nay không chấp nhận được cái hình ảnh quá táo bạo, quá chướng tai và đi ngược lại cái tập tục về ăn uống của người Do Thái, nên họ bỏ đi mà không theo Ngài nữa. Theo trong cái bài đọc chúng ta thấy là ngoài 12 môn đồ thì Chúa Giêsu còn một đám người khác cũng đi theo nghe Ngài giảng và được coi như là môn đệ ở vòng ngoài, chứ không phải là môn đệ thân tín như là 12 môn đồ bên trong của Ngài. Những người này khi mà nghe Chúa nói hãy ăn thịt tôi và uống máu tôi thì họ chướng tai, cho nên họ bỏ đi. Câu mà làm cho tôi thấy nổi bật ra trong cái bài đọc này là cái câu là họ nghe chướng tai nên bỏ không theo Ngài. Ngày nay chúng ta là những người công khai tự nhận mình là môn đệ của Đấng Kitô, Đấng Christ, thì chúng ta nghe lời Chúa Giêsu không những về ăn thịt và uống máu Ngài trong việc thánh, nhưng còn bao nhiêu điều khác căn bản mà Chúa dạy. Chúng ta nghe lặp đi lặp lại. Chúng ta có thể quen tai và không thấy những cái điều mà chúng ta có thể cho là chói tai, ngược đời, táo bạo. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ, ngẫm nghĩ tường tận, chúng ta sẽ thấy những điều Chúa Giêsu dạy chúng ta phải làm theo rất là ngược đời. Tôi nhớ lại cái chữ ngược đời là đúng như vậy. Tại vì những điều Chúa Giêsu dạy phần đông là đi ngược lại trào lưu của xã hội. Tiếng Việt chúng ta hồi nhỏ tôi có hay nghe mẹ tôi dùng chữ đó. Làm cái chuyện gì mà ngược đời vậy? Nó đúng là như vậy, là những điều ngược đời. Ví dụ đây chỉ là một điều mà trong nhiều điều ngược đời mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Những điều khác thì tôi chút nữa sẽ kể thêm sau. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu dạy cái điều là gì? Hãy yêu thương và làm ơn cho kẻ thù. Có ngược đời hay không? Hãy yêu thương và làm ơn cho ngược đời, cho kẻ thù. Chúa còn nói thêm một câu rất là xúc phạm tới những người mà không yêu thương được kẻ thù. Chúa nói là nếu mà mình yêu thương người mà yêu thương mình thì mình đó là quá thường rồi. Tại vì thú vật, Chúa nói tại vì thú vật nó cũng biết yêu thương con của nó nữa. Thì mình mà yêu thương người thương mình thì mình cũng không hơn gì nó. Bởi vậy chúng ta không thấy những điều Ngài dạy là chướng tai, là ngược đời. Chúng ta không bỏ đi như những môn đệ thời trước mà chúng ta được nghe trong bài phúc âm này. Chúng ta chấp nhận. Chúng ta không cho những điều mà Chúa dạy, Đức Chúa Giêsu dạy là chướng tai, là ngược đời, là bất khả thi, tức là không thể nào thi hành được vì nó nghịch lý. Và chúng ta ở lại. Chúng ta mỗi Chủ nhật đến nhà thờ và chúng ta còn tự xưng mình với người khác là môn đồ của Chúa Kitô, của Đấng Christ. Chúng ta
lại, chúng ta chấp nhận. Nhưng mà chúng ta có làm theo những lời Ngài dạy hay không? Chúng ta có đem hết những điều ngược đời trong tín lý đạo Chúa Kitô ra áp dụng? Chúng ta có đem những điều đó để mà hành động, để thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay không? Tôi xin nhắc lại thêm những điều điển hình ngược đời nhất Chúa dạy khi Ngài đi giảng cho dân gian trên thế gian này, là hãy thương người khác như chính mình. Có ai trong chúng ta thương kẻ khác như chính mình hay không? Có chuyện gì thì chúng ta phải lo cho cái thân trước. Trên tôi coi những thầy cô tiệm sách, thì tôi thấy có những quyển sách dạy cho người ta tự lo cho mình. Người mình đó thì nó kêu là number one. Thì có quyển sách tựa là Taking Care of Number One, hãy chăm sóc cho cái number one này. Điều nữa là Chúa nói là hãy yêu thương cả thù. Cứ tưởng tượng hồi 11 tháng 9 phải không? Thì chúng ta có yêu thương kẻ thù được hay không? Tôi nhớ là sau cái bữa đó, ngay cái bữa mà 11 tháng 9 xảy ra ở New York, tôi đang lái xe đi tới hội thánh ở Seal Beach, thì tôi vào và tôi phải làm ngay một cái lễ để cho người ta sợ, người ta sợ. Và chỉ phải nhắc lại cái lời Chúa dạy là phải yêu thương kẻ thù. Một điều nữa ngược đời là ai mà tát chúng ta một bên mặt thì chúng ta phải đưa luôn cái má kia cho người ta tát. Cái đó có ngược đời hay không? Phải không? Tát một gái là lo tát lại chứ, một là chạy, hai là tát lại. Tát lại còn đau hơn người ta tát mình nữa. Đúng rồi. Đó là một điều ngược đời mà Chúa Giêsu dạy. Một điều ngược đời khác nữa là sao? Người hèn mọn nhất trong thế gian của mình, trong xã hội của mình, thì Chúa cho là người đó là người cao trọng nhất. Và hãy tha thứ cho người khác không phải chỉ 7 lần mà 70 lần 7. Có ngược đời hay không? Mình nó là nhất quá tam. Nó làm mình một lần thì mình tha một lần, mình tha tới lần thứ hai, lần thứ ba là thôi không tha nữa. Bởi vậy chúng ta mới có cái câu là tập tục là nhất quá tam ha, không sau lần thứ ba là không nhịn nữa, hết cỡ rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy ngược đời, ngược lại với cái xã hội này là 70 lần 7. Rồi cái gì ngược đời nữa? Chúa nói hãy mà nước thiên đàng của Chúa, tức là những người ở trong vương quốc của Chúa, thì như là một cái hột cải, mọc lên cây cải là như là giống rau, nhưng mà cái cây đó nó sẽ thành một cái cây gỗ có tàn rộng to mà chim trời có thể làm tổ ở trong đó được. Đó là một điều ngược đời. Điều nữa là có đức tin bằng một hột cải sẽ dời núi được. Còn nhiều ví dụ khác, nhưng mà những đó là những cái mà chúng ta thấy là bất khả thi,